Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn của tỉnh Bến Tre đã xảy ra một vụ việc tranh chấp đất đai giữa một bà cụ và một người cháu ruột. Bà cụ này vì thương tình nên đã cho người cháu ở nhờ trên phần đất của mình. Thế nhưng, sau thời gian sinh sống thì người cháu đã lừa dối bà cụ để bà sang tên phần đất cho mình. Và để biết thêm chi tiết về vụ việc, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây. Theo hồ sơ vụ án, bà Tứ và chồng là ông Trần Văn Năm chung sống trên khu đất là tài sản riêng của ông Năm, có diện tích gần 450 m², nằm trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ông bà không có con nên 41 năm trước đã nhận chị Tường Vi làm con nuôi. Đến năm 2005, chị Tường Vi lấy chồng và định cư tại Mỹ. Do nhà ít người, đất rộng, vợ chồng bà Tứ xây dựng 2 ki-ốt loại nhà tiền chế trên phần đất mặt tiền đường để cho thuê, còn ông bà sống trong ngôi nhà gỗ phía sau. Năm 2009, họ đồng ý cho anh Nguyễn Anh Trung, cháu ruột của bà Tứ ở nhờ trong một ki-ốt để bán tạp hóa mưu sinh, không lấy tiền thuê. Anh này sau đó lấy vợ rồi tiếp tục sinh sống tại đây. Đến năm 2012, cụ Năm qua đời, không để lại di chúc. Theo quy định của pháp luật, khu đất ông để lại phải được chia cho bà Tứ và chị Tường Vi, đều là hàng thừa kế thứ nhất, mỗi người một nửa. Thế nhưng chị Vi phát hiện, bà Tứ đã kê khai di sản thừa kế toàn bộ khu nhà đất, rồi làm thủ tục chuyển nhượng cho anh Trung đứng tên. Anh này còn nhận gần 400 triệu đồng nhà nước bồi thường do thu hồi một phần của khu đất gần 85 m² để mở rộng đường Nguyễn Huệ. Chị Vi sau đó khởi kiện bà Tứ ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre, yêu cầu chia đôi khu đất mà cha để lại và số tiền được đền bù do giải tỏa mặt bằng. Trình bày với tòa trong quá trình thụ lý và xét xử, bà Tứ cho biết do già cả, lại không hiểu biết pháp luật nên sau khi chồng chết, bà đã nhờ anh Trung đứng ra làm giấy tờ nhà đất và thủ tục kê khai di sản thừa kế. Anh Trung đã đưa bà ra văn phòng công chứng ký nhiều giấy tờ và mượn của bà 100 triệu đồng, nhưng mới trả được 27 triệu đồng. Sau khi làm hồ sơ khai báo di sản thừa kế, thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên bà Tứ, anh Trung đã lừa dối, tiếp tục đưa bà ra phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất cho anh ta với giá 100 triệu đồng. Anh Trung sau đó đã làm thủ tục sang tên nhà đất của vợ chồng bà Tứ cho mình, rồi tự ý chuyển hộ khẩu bà Tứ từ thành phố Bến Tre về huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nơi người chị ruột của bà Tứ bị bệnh tâm thần sinh sống. Sau khi chiếm được nhà của bà Tứ, vợ chồng anh Trung xây nhà trên khu đất để ở và kinh doanh. Bà Tứ phải chuyển về sống cùng người chị ở huyện Châu Thành. Do đó, bà có yêu cầu độc lập, đề nghị tòa tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đã ký với anh Trung, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre đã cấp cho anh này, hủy văn bản khai di sản thừa kế năm 2013, buộc vợ chồng anh Trung phải trả lại nhà đất và số tiền mượn còn thiếu là 73 triệu đồng. Bà Tứ cũng đồng ý chia di sản thừa kế cho người con nuôi là chị Vi theo quy định của pháp luật. Là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, vợ chồng anh Trung không đồng ý với yêu cầu của bà Tứ. Anh này cho rằng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa mình và bà Tứ là đúng quy định của pháp luật. Năm 2014, Trung đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với nhà đất nói trên. Khi nhà nước thu hồi một phần diện tích đất để làm đường, anh cũng là người nhận tiền bồi thường. Trung cũng phủ nhận việc vay tiền của bà Tứ. Năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Vi, buộc bà Tứ phải trả lại cho con nuôi một nửa di sản thừa kế do ông Năm để lại, tương đương với giá trị là 2,3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bà Tứ, hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa bà Tứ với anh Trung, hủy văn bản khai di sản thừa kế lập năm 2013, buộc vợ chồng anh Trung phải trả lại nhà đất tranh chấp cho bà Tứ và số tiền còn nợ là 73 triệu đồng. Bà Tứ có nghĩa vụ thanh toán giá trị căn nhà vợ chồng Trung đã xây thêm trên khu đất. Tòa cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên cho bà Tứ. Theo hội đồng xét xử, bà Tứ thừa nhận chị Vi là con nuôi của mình. Nhà đất ông Năm để lại là tài sản riêng của chồng. Lúc mất, ông không để lại di chúc. Do đó, việc chị Vi yêu cầu chia di sản thừa kế là có căn cứ. Tòa cũng cho rằng, có căn cứ xác định việc bà Tứ ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh Trung với giá 100 triệu đồng là do bị lừa dối bởi giá trị thực tế của nhà đất với giá trên hợp đồng chênh lệch bất hợp lý. Đơn cử như năm 2014, nhà nước thu hồi 85 m² để làm đường đã bồi thường cho anh Trung gần 400 triệu đồng, trong khi khu nhà đất rộng hơn 400 m² chỉ có giá 100 triệu đồng. Quá trình xét xử, anh Trung cho rằng
thực tế đã đưa cho bà Tứ 500 triệu đồng chứ không phải 100 triệu đồng. Tuy nhiên bà Tứ phủ nhận việc này, anh Trung cũng không đưa ra được chứng cứ chứng minh việc giao nhận tiền. Tương tự, tòa căn cứ vào nhiều tài liệu, xác định yêu cầu của bà Tứ là có căn cứ. Không đồng ý với phán quyết này, anh Trung kháng cáo. Tuy nhiên năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre. Bản án phúc thẩm này có hiệu lực ngay, bà Tứ đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình. Song Cục Thi hành án dân sự, tỉnh Bến Tre đánh giá bản án tuyên không rõ một số nội dung dẫn đến khó thi hành án, như đối với căn nhà của vợ chồng anh Trung xây trên khu đất và một số cây cối trồng không biết giao cho ai. Do vậy, cơ quan này ra quyết định tạm đình chỉ thi hành, nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giải thích bản án nhưng không có phản hồi. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tiếp tục đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao xem xét quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm về nội dung chưa rõ ở trên. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận do hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên đã rõ ràng. Đất và tài sản trên đất là của bà Tứ. Do vợ chồng anh Trung không hợp tác trong việc thi hành phán quyết, nên Cục Thi hành án dân sự đã ra quyết định cưỡng chế. Sau 10 năm gian nan theo đuổi vụ kiện, hồi tháng 1, bà Tứ được Cục Thi hành án tỉnh Bến Tre phối hợp các cơ quan chức năng cưỡng chế thi hành án, buộc người cháu phải giao trả nhà đất cho bà, theo bản án có hiệu lực 2 năm trước. Bà Tứ cho biết đã rất vui mừng vì lấy lại được nhà đất là di sản chồng để lại. Song bà chưa thể quay lại ngôi nhà cũ để sống. Nhiều năm qua, để theo đuổi vụ kiện và giải quyết các vấn đề phát sinh, bà đã phải vay mượn số tiền lên đến hàng tỷ đồng làm chi phí. Bà Tứ cho biết, có lẽ bà phải bán một phần nhà đất để trả nợ, sửa sang lại căn nhà cũ để đưa bàn thờ chồng và mẹ chồng về thờ trước. Qua vụ việc cho thấy người cháu của bà cụ đã lừa dối để chiếm đoạt gần 400 mét vuông đất, sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ra phán quyết trả lại phần đất cho bà Tứ. Nhưng hiện tại vẫn còn một số thắc mắc như là việc người cháu này có thể đối diện với án phạt nào hay không, hay ngôi nhà mà người cháu đã xây trên phần đất của bà cụ sẽ do ai quản lý. Chúng tôi xin kết nối đến tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội để giải đáp những thắc mắc này. Xin mời trưởng quay kết nối với luật sư. Thưa luật sư Đặng Văn Cường, người cháu trong vụ việc này thì đã lừa dối bà Tứ hòng chiếm đoạt khu đất. Vậy với hành vi này thì người cháu sẽ có thể đối diện với những mức án nào ạ? Với diễn biến thông tin sự việc như vậy thì có thể thấy rằng là đây là vụ tranh chấp dân sự, cụ thể là tranh chấp về thừa kế tài sản, tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp sở hữu quyền sở hữu tài sản. Cái thủ tục chuyển nhượng từ bà Tứ cho người cháu thì thủ tục chuyển nhượng này thì thể hiện qua hình thức, còn về mặt nội dung thì không có tài liệu chứng minh. Chính vì vậy là tòa án đã không công nhận giao dịch này. Tôi cho rằng là với cái kết quả xét xử sơ thẩm như vậy, là việc phán quyết như vậy là có cơ sở. Với cái sự việc như vậy thì hiện nay đang xác định là quan hệ dân sự và đã được giải quyết theo trình tự thủ tục về tố tụng dân sự. Hiện nay bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật và đã được thi hành. Chính vì vậy là các đương sự cũng như là các cơ quan chức năng phải nghiêm chỉnh chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án tỉnh cũng như là tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong trường hợp người cháu không tự nguyện thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án, và mọi cái chi phí cưỡng chế thì cái người thua kiện sẽ phải chi trả, là người cháu này sẽ phải chi trả phí cưỡng chế. Thế còn trong quá trình giải quyết vụ án này, nếu có căn cứ, có cơ sở cho thấy đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan điều tra cũng có thể vào cuộc để xử lý hình sự đối với những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên với kết quả hiện nay thì chỉ cho thấy là đây là quan hệ dân sự và đã được giải quyết bằng thủ tục tố tụng dân sự, cho nên cơ quan điều tra sẽ không vào cuộc. Tuy nhiên trong quá trình tiếp theo, nếu bất kỳ lúc nào mà các đương sự, các bên hoặc là cơ quan chức năng phát hiện ra có dấu hiệu làm giả tài liệu con dấu hoặc là đe dọa uy hiếp người khác, gian dối với người khác để chiếm đoạt tài sản thì cũng có thể xử lý hình sự, chứ không đơn giản chỉ là quan hệ dân sự. Còn hiện nay với cái kết quả giải quyết tố tụng dân sự như vậy thì tôi cho rằng là về cơ bản là cũng đã bảo vệ quyền lợi được của bà Tứ, của chị Vi và những đương sự trong vụ án này.
Một trong những việc mà chúng tôi cũng như là khán giả đang quan tâm là ngôi nhà mà người cháu đã xây dựng trên phần đất của bà Tứ hiện tại thì sẽ được xử lý như thế nào và sẽ do ai quản lý? Xin mời luật sư giải đáp. Đến nay thì cơ quan tố tụng xác định đây là quan hệ dân sự có tranh chấp và đã được giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự. Và đến nay bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật và xác định là bà Tứ được toàn quyền sở hữu đối với các cái tài sản tranh chấp, bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong đó có cả tài sản mà của người cháu đang quản lý sử dụng, người liên quan trong vụ án này. Và bà Tứ có trách nhiệm thanh toán giá trị hơn 2 tỷ đồng cho người đồng thừa kế, đó là chị Vi. Tôi cho rằng là với cái bản án phán quyết rất rõ ràng như vậy thì việc thi hành án thì hoàn toàn có thể thực hiện được trên cơ sở phán quyết của tòa án, và thực tế của thi hành án đã thi hành cái bản án này. Và với thi hành bản án như vậy thì bản án đã tuyên là cái nhà mà do người cháu xây dựng trong quá trình quản lý sử dụng cái thửa đất này thuộc quyền sở hữu của bà Tứ, và bà Tứ có trách nhiệm thanh toán cái giá trị tài sản còn lại hiện nay cho người cháu này, đó là người liên quan đến vụ án. Chính vì vậy là căn cứ vào kết quả định giá tài sản là cái giá trị cái công trình xây dựng đó còn lại hiện nay là bao nhiêu thì bà Tứ có trách nhiệm thanh toán số tiền đó cho người cháu, và bà Tứ có quyền được toàn quyền sở hữu đối với tài sản đó, cũng như là phần di sản của chị Vi cũng vậy, là 1/2 thừa kế của người chồng là bao nhiêu thì sẽ thanh toán giá trị bằng tiền cho chị Vi, còn bà Tứ sẽ được toàn quyền sử dụng sở hữu cái phần di sản này. Với cái phán quyết hiện nay của bản án sơ thẩm và phúc thẩm thì bà Vi được bà chị bà Tứ được toàn quyền quản lý toàn bộ tính đất cũng như là toàn quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, và có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn là chị Vi cái phần thừa kế và thanh toán cho người liên quan là người cháu này cái phần giá trị tài sản do người này đã bỏ ra để xây dựng. Đó là cái phán quyết của tòa, và tới đây thì bà Tứ sẽ được toàn quyền sở hữu, được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với toàn bộ nhà đất. Và với kết quả thi hành án như vậy thì cơ quan tài nguyên môi trường sẽ đính chính lại giấy chứng nhận, cấp lại, có thể cấp lại giấy chứng nhận mới cho bà Tứ, và đồng thời bà Tứ có trách nhiệm thanh toán số tiền thừa kế cho nguyên đơn và thanh toán cái giá trị công trình xây dựng cho người cháu là người liên quan, và vụ việc sẽ khép lại ở đây. Còn nếu mà cơ quan chức năng hoặc các đương sự thấy rằng có dấu hiệu tội phạm, hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tiếp tục gửi đơn ra cơ quan điều tra để được xem xét làm rõ. Còn nếu không thì cái quan hệ dân sự đã được giải quyết bằng bản án này thì sẽ chấm dứt ở đây khi bản án đã được thi hành. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.